Chào tất cả các bạn. Hôm nay bếp chai kỳ duyên của mình sẽ gặp lại nhau nha. Mình sẽ làm một món ăn giả tráng miệng, là món chuối chiên. Ở đây khác biệt là chuối chiên thường thì người ta làm hay làm bằng chuối chuối sim. Nhưng mà bếp chai kỳ duyên của mình hướng dẫn là mình sẽ làm bằng chuối cao nghe mọi người. Chuối cao rất là thơm ngon, chuối vừa chín tới thôi, đừng có quá mùi. Tại vì khi nó mùi quá nó bở chuối, cho nên mình chỉ chọn chuối vừa chín tới thôi, trở mình chín tới. Thì chuối nó sẽ dẻo nhưng mà nó cũng rất là ngọt. Thì đây là khâu mà mình sẽ lột chuối. Và tận dụng khi mà cái vỏ chuối này nè là mình sẽ không bỏ nha. Mình mới học được ở trên mạng, mình cũng coi là mình thấy người Tây người ta lấy cái vỏ chuối này người ta ngâm với nước, xong thì người ta sẽ lấy cái nước này để người ta tưới lan. Thì mình sẽ muốn bắt chước làm thử một lần. Thì ở đây thì mình sẽ lấy cái vỏ chuối, ở ngoài thì mình thấy là người ta làm bằng chuối già, nhưng mà ở đây mình nghĩ là vỏ chuối thì chuối nào cũng được, cho nên mình tận dụng cái vỏ chuối cao ngày hôm nay để mà mình ngâm nước, thì mình lấy nước để mình tưới lan. Tại vì nhà mình có một có khoảng chục vỏ lan, nó đang trổ hoa nhưng mà nó cũng đẹp lắm, thì mình cũng muốn kinh nghiệm thêm thử để mình chăm sóc cho lan của mình. Thì món chuối chiên này hôm nay mình sẽ làm khoảng 8 trái chuối cao. Trái chuối cao gọn như thế này thì mình sẽ làm một trái không cần phải cắt ra gì hết. Giờ mình sẽ ép cho nó hơi dẹp ra một chút. Rồi, hồi nãy là khâu chuẩn bị chuối mình đã chuẩn bị xong, thì bây giờ tới cách mình pha bột. Đây là bột gạo. Để chiên khoảng một chục trái chuối cao thì chúng ta sẽ cho cái lượng bột cho nó tương xứng. 3 4 5. Như vậy là mình sẽ cho 5 muỗng bột gạo, muỗng ăn canh nha. Và khoảng 2 bột muỗng mì ngan. Và khoảng 2 muỗng canh đường. Rồi, mình sẽ cho một lượng nước dừa vô nha mọi người. Nước lọc thôi. Giờ mình sẽ chế từ từ vô. Để cho cái lượng nước và bột nó tương xứng. Mình không đừng có chế liền một lượt vào, mà mình hãy chế từ từ, mình khuấy bột. Đặng cho nó vừa, nó đều tay mình như thế nào đó, dễ chiên. Nếu mà mình chế nhiều quá nó lỏng, mất công mình thêm bột. Cho nên vấn đề ở đây chế nước, mình chỉ chế từ từ thôi. Mình cảm giác nó chưa đủ thì mình sẽ chế thêm. Và khi mà mình khuấy bột á, thì trước khi chiên mình sẽ để khoảng 30 phút hoặc một tiếng cũng được, cho bột nó nở ra. Rồi như thế này là mình cảm giác bột nó đã vừa rồi đó. Thì để chiên chuối thì bột như thế này là rất là vừa. Mình sẽ để khoảng 30 phút nha mọi người. Rồi xong, 30 phút sau mình mới bắt đầu chiên. Vậy là khâu pha bột của mình đã xong. Rồi, như vậy là mình chuẩn bị chiên chuối nha. Mình sẽ cho một chảo dầu lên bếp. Rồi cái khâu chuẩn bị chuối. Trái chuối ngày hôm nay mình chẻ làm đôi. Giờ mình ép cho nó như hơi xẹp xuống một chút. Đây, miếng chuối nó xẹp xuống chút như thế này nè.
cho nó thấm bột đều. Rồi mình chuẩn bị chiên nha. Và trong bột của mình nha, hôm nay mình sẽ cho mè. Mè mình đã rang vàng. Mình sẽ chua cho chuối hết vào một lượt cũng được nữa. Và từ miếng một mình sẽ múc ra chảo. Chiên của mình đặc biệt lắm nha các bạn.
mình trộn mè cho bột rồi mình còn rải lên mặt nữa, nhìn thấy rất là ngon và hấp dẫn. Rồi đây là những cái chuối nó đã vàng, mình đang lấy ra. Wow, cái miếng chuối chiên của mình rất là đơn giản, gọn, rất là dễ thương. Chút bột mình chiên thành cái bánh luôn nha.
Rồi chuối mình đã chiên xong, mình đã sẵn sàng một dĩa chuối chiên rất là ngon và hấp dẫn. Mình tắt bếp luôn nha mọi người. Rồi, mình đang có một dĩa chuối chiên rất là ngon và hấp dẫn. Đơn giản dễ làm nhanh. Trong vòng vài chục phút thôi, nửa tiếng thôi là mình có một dĩa chuối chiên rất là tuyệt vời ngon. Chúc mọi người ngon miệng nha. Cách thức của mình hướng dẫn cũng rất là đơn giản. Mời mọi người cùng thưởng thức một dĩa chuối chiên thơm ngon, rẻ tiền. Chúc mọi người ngon miệng, một ngày mới tốt lành. Nguyện hòa bình thế giới chúng sanh an lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi cứu độ chúng sanh. A Di Đà Phật.